Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tiếp tục trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ, đặc biệt là âm ly đàn cổ. Thì trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi cũng sẽ giới thiệu đến anh em một con âm ly đàn cổ rất là độc đáo, rất đẹp và giá cũng bình dân. Con âm ly đàn đến từ hãng Realtek này, xin lỗi chút xíu nữa nói nhầm. Model của nó là SAF 24B, con này về từ Mỹ anh em nhé, từ Mỹ, sử dụng điện 117V. Thì cái con này cũng không phải là con nó quá lạ với kênh YouTube của Khôi, tại vì Khôi chuyên bán đồ đông. Thì những cái con này thì cũng đã bán vài lần rồi, cho chất âm rất ấn tượng. Ngoài ra thì cái hình thức của nó rất là đẹp anh em nhé, nó được nghe cả nghe lẫn nhìn đó. Đó, được cả hai yếu tố luôn. Rồi thì anh em nhìn phía sau đó thì Khôi cũng đã đang test với một cái cặp loa đến từ hãng Dinaco nha. Model của nó là dòng A25X nha. Đời này rất là hay, lưới căn cước, lưới vải như AR. Chất âm rất là tuyệt vời. Thì cặp loa thì Khôi sẽ giới thiệu clip sau anh em ha. Cặp loa cực kỳ đẹp luôn. Còn bây giờ mời anh em cùng với comment xem con âm ly đàn ngày hôm nay nha. Khôi xin phép mời nhỏ lên chút. Khôi sẽ mời nhỏ lại để nói với con âm ly trước, rồi con âm ly cặp loa sẽ nói sau ha. Đây anh em, màu vàng gold rất là đẹp đây, mặt nó thấy xước ha, nó cực kỳ đẹp. Thật sự là ấn tượng đầu tiên cho cái con âm ly này là mặt gold đẹp đây, rất là đẹp. Thì các cái dòng âm ly cổ này thì nó là volume 2 tầng left right ha, chỉnh rất là đều luôn, kể cả là bass chép cũng là left right, có nghĩa là chỉnh hai kênh riêng biệt anh em nhé. Các cái chức năng cơ chung thì ví dụ như là CT mono rồi low net ha, đó là chung, còn lại là chỉnh riêng biệt anh em. Rất là tuyệt vời nha, kể cả là volume của từng kênh luôn, đó là vẻ đẹp. Rồi Khôi xoay cho anh em xem hình thức một chút ha. Đây cái nắp của nó là màu nâu anh em nha, rất đẹp, sờ sờ nên nó có hơi nhám chút đó, rất là tuyệt vời đó, rất đẹp. Anh em cùng xem ha, rất là tuyệt vời. Khôi đang test nên đang cắm dây nè, đây nó tụt cái da về rồi nè, hơi ngắn tí nè. Đây nè, cái con này á là một thương hiệu của Japan anh em nhé. Nhưng mà những cái đời này đời Mỹ đến 117V đó, nó sẽ chia cầu ra nè, 4, 8, 16 ohm ha, hoàn toàn mình đánh được các cái dòng lo Mỹ, lo Đức, kể cả là Anh, rất là tiện lợi luôn. Rồi các cái phần cơ bản này thì mình sẽ nói sau khi mình tháo máy ra, thì anh em sẽ nhìn thấy được cái phần cấu hình bóng vào trong. Rồi lúc đó Khôi nói tiếp nha. Đây để cao lên một tí anh em nhìn từ xa này, đó, rất là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ Khôi sẽ tháo cái vỏ ra anh em nha, có mấy con nóc thôi nên tôi tháo ở đây luôn, không phải tắt máy nha. Chứ nó rất là hay nè, nếu như mà đánh AR4, AR2 rất là tuyệt vời luôn. Đánh với build 77A rất là hay, Khôi đã đánh thử luôn rồi, nên anh em tham khảo con này và trải nghiệm luôn em. Đáng, rất là đáng chơi. Giá nó chỉ bằng, chưa bằng một con Samsung 1000X nữa nè. Thật sự chưa bằng con Samsung 2000X đâu, nhưng mà quan trọng nhất là anh em có thích nói không thôi nhá. Đây, đây nè, đó, anh em cùng xem. Còn nguyên bụi nha, khẳng định với anh em như vậy. Đây, phải kéo nó gần lại thì anh em nè, còn nguyên bụi nè, chưa chùi luôn đó. Bây giờ không mới quét bụi đó, nào nó văng bụi ra nè, cái cả tăng phô còn nguyên bụi này nè, chưa chùi gì luôn nè. Đó, nhìn này, mọi thứ là hoàn hảo luôn đó nha. Thì cái con này nó chạy 4 cây công suất anh em, L84 xin lỗi anh em, là 6BM8 6BM8 anh em ha. Thì nó cũng gần như L84. Rồi bên này là có 12-73 cây này, và bên này là một cái cây nguồn AS81 và 6CA4 ha, nó tương đương nhau. Con này thiết kế tăng phô cục xuất âm rất to này,
Đây. Này, anh em nó có đúng cái số ở trên này luôn ha. Đó. Nguồn cũng lớn nên nó cho chất âm hay. Đó. Tuyệt vời này. Nói chung là cá nhân của Khôi đánh giá là chất âm rất là hay. Đó. Cái này dòng cổ mà cái sờ này chưa chùi này, đó. Nên là nhiều lúc anh em sẽ thấy nó không đẹp mắt nhưng mà chùi ra nó sẽ đẹp anh em ha. Tù thì tù sử dụng tù của Nippon Chicon này. Rồi, đó, mọi thứ là hoàn hảo. Thì nó sẽ còn một cái phần nữa là cái phần tù thì nằm bên dưới. Đó, thì con sẽ lật đứng lên thì con mới cho anh em xem được, tại vì máy đang hát nhá. Đó, anh em đợi thôi. Đây, Khôi quay luôn cho anh em xem ha, mọi thứ nó rất là tuyệt vời, rất đẹp. Đó. Các cái đồ đồ Mỹ thì nó không có rườm rà như đồ Nhật, chủ yếu là linh kiện nó tốt, nó cao cấp anh em nhé. Đó, anh em cùng xem, rất là ok luôn. Chất lượng thì lúc nào nó cũng chắc chắn rồi nè, nó sẽ cao hơn đồ Nhật ha. Rồi ok, mọi thứ Khôi đã quay kỹ và anh em yên tâm. Đó. Máy móc zin và hoạt động tốt ha. Tù Unicom này ngày xưa thì là bằng tay anh em, họ đấu đấu chứ họ không có hàn, không có đồ đâu nha. Rồi thì cái này này, cái này là ở bến về cho nên không phải mình tháo nha, này lưu ý nha. Ở đây này, cái này là zin nha anh em, lưu ý luôn là cái này zin nha, chứ không phải là anh em hỏi là tại sao nó hai tù này thì Khôi cũng biết là lý do tại sao. Có thể là cái sườn này người ta sẽ đúc ra để làm nhiều cái model đó, nên chứ không phải là cái tủ này hư là mình tháo nó đâu. Anh em có thể tham khảo trên mạng ha, ở đây mình khẳng định bên em nó là zin đó, yên tâm anh em nha, nói đúng sự thật nên là anh em không phải lo lắng cái gì hết. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Rồi thì cái điện nó bị xước này đó. Cô đang test nhạc bằng cái đĩa cái đầu Marantz á. Marantz CD Marantz 5995 rồi này, chơi dài mà 1541. Tiếng cũng khá ổn ha. Rồi ok anh em, phần cuối là cái phần báo giá thì cái con này anh em nó có cái mức giá để anh em trải nghiệm và sử dụng nó đây. 16 triệu 500. 16 triệu 500. Mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Nếu như mà so với chất âm thì nó quá rẻ này. Anh em có thể đánh loa R2, đánh B7788, đánh với các dòng loa đồng trục Fullinger. Anh em thấy Dinaco là loa đánh mật ở châu Âu á, rất khó đánh nhưng mà đánh rất là hay luôn nha, rất hay luôn. Rồi cái phần đó mình sẽ test sau đi ha. Rồi bây giờ thì anh em sẽ đợi Khôi test nhạc.